Hay tin Gam tạch visa, Zeros một lần nữa phát ngôn thiếu suy nghĩ khiến fan ngán ngẩm. Mới đây, thông tin về việc hai đại diện Vset không thể vượt qua vòng phỏng vấn visa đã khiến cộng đồng Việt Nam không khỏi xôn xao. Mặc dù tất cả những thông tin nói trên đều chưa được kiểm chứng, nhưng cũng đủ dấy lên mối lo lắng về một kỳ chung kết thế giới nữa, Vset tiếp tục vắng mặt. Tuy vậy, trái với động thái của đại đa số fan Vset, ông Hoàng Global Band Zeros lại khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm khi chia sẻ thông tin trên cùng dòng caption SE can win, SVTC Esports rung đùi. Dòng trạng thái của Zeros ngay lập tức nhận về nhiều chỉ trích khi cho rằng đây là động thái không chuẩn mực của Ma Vương trước thời điểm hai đại diện Vset đang gặp khó khăn trong việc xin visa. Ngay lập tức, phía SVTC đăng bài viết bày tỏ quan điểm ủng hộ cho cả Gam lẫn Sài Gòn Buffalo, mong hai đội sớm nhận được visa và thi đấu thành công tại chung kết thế giới. Đặc biệt, bài đăng này còn có nội dung: các phát ngôn mang tính tiêu cực đến từ các cựu tuyển thủ, streamer không còn thuộc biên chế SVTC chắc chắn không phải là giá trị thể thao mà SVTC nói riêng cũng như các đội tuyển chuyên nghiệp khác tại Việt Nam theo đuổi. Và thằng cha đó nó cũng quan gì nữa, là cái team SVTC từ khi nó đã SVTC Esports á, từ khi nó đã bắt đầu ao team từ ổ nó bị Global Ban. Nó bị Global Ban tới giờ thì nó không còn nó không còn biên chế team SVTC Esports nữa. Cho nên hôm qua nó đăng cái tập tết đó đó. Hôm qua nó đăng cái tập tết ví dụ mà tập visa của bên kia. Đây. Thì nó không ảnh hưởng tới SBTC bọn mà nó tag tên SBTC bọn lên cho nên bên Alpha Chiêu nó gửi cái tag đó rồi. Bên tụi tôi kêu gửi cái tag để SBTC bọn luôn rồi, với lại lên bài đính chính luôn rồi. Anh em thực hiện nha. Thì cái vấn đề cái nó là đại diện phát ngôn cho SBTC bọn. Mà thật sự là có nhiều cũng không hiểu là lấy cái tag tên nó thì đại diện phát ngôn của SBTC bọn chưa. Tại vì các ngôn của bên SBTC bọn là mặt mèo, chứ không phải là kia. Nhiều fan ngay lập tức nhận ra đây là động thái dằn mặt của SBTC trước những phát ngôn của Zeros. Và đặc biệt là việc bị nam streamer này tag tên ngay trong bài đăng. Sau khi phía SBTC đăng bài viết đính chính, Zeros cũng đang ngay lập tức gỡ phần tag tên đội tuyển. Tuy nhiên nội dung bài đăng vẫn giữ nguyên. Sau đó bị ném đá quá nhiều thì anh đã phải ẩn bài viết. Có thể nói trong thời điểm mà mọi fan Vset đều đang cầu mong cho khu vực chúng ta có thể quay lại chung kết thế giới, thì phản ứng của Zeros hẳn sẽ khiến nhiều người cảm thấy bất bình. Cộng đồng cho là sau khi bị Global Ban vì phát ngôn, Zeros dường như vẫn chưa thể nào nhận ra mình nên cẩn trọng trong những lần lên sóng, dù cho đó có là làm content đi chăng nữa.